Đây, hôm nay Út được cho con cá ngành cái dùng đẹp cá rô phi siêu to. Yeah. Ngành căng là được 2,7 kg gì đó. Căng. Wow. Uống luôn. Cá siêu to khổng lồ. 2,7 kg. Cá còn sống nha, cá luôn. Giờ là đi làm món lẩu. Wow. Wow. Quá trời luôn. Nặng quá luôn. Ồ, cá siêu to khổng lồ.